Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay em lại tiếp tục có mặt ở mộ cậu Năm Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rất là sớm luôn cô chú anh chị ơi. Để em coi mấy giờ. 4 giờ 41 phút. Sao nó không lấy nét được ta? Để em. Đây cả nhà. 4 giờ 41 phút. Ngày 26 tháng 5 năm 2023, hôm nay là thứ sáu nha cô chú anh chị. Em lại tiếp tục có mặt tại mộ cậu Năm Vũ Linh để chia sẻ những thông tin đúng chính xác và nhanh nhất cho cô chú anh chị ha. Sáng hôm nay em sẽ cập nhật tin ngày hôm nay cho cả nhà xem. Xin mời cả nhà cùng theo chân em vào mộ cậu Năm Vũ Linh nha. Thì sáng nay thì có 15 ếch Bình Dương, em và với lại một khán giả, cả nhà khán giả đi rất là sớm nha. Chị khán giả đi rất là sớm thì cũng như mọi khi em thì mỗi buổi sáng á, lúc trước thì em hay mua cà phê sữa cho cậu, nhưng mà từ ngày em có một người chị tư vấn cho em là nên cho cậu uống trà nóng vào buổi sáng để được ấm hơn. Uống cà phê cũng được nhưng mà nó sẽ bị dễ bị cảm lạnh đơn giản là dễ bị cảm lạnh, nên em đã đầu tư, chị gái cũng có hỗ trợ cho em chút xíu, đầu tư một cái bình giữ nhiệt để đem đi đem về nấu nước sôi và pha trà cho cậu mỗi buổi sáng, kèm bên cạnh đó là một cái bánh gì đó có thể thay đổi hàng ngày. Hôm nay thì em đi hơi sớm nên không có mua được cái bánh gì cả, em ghé mua được cái bánh kết tát, là cái bánh giống như bánh bông lan hay sao cô chú anh chị, để cho cậu ăn sáng ấm lòng buổi sáng, lót dạ buổi sáng nha cô chú anh chị. Đó, thì bây giờ em sẽ đi vào bên trong mộ để chia sẻ đến cô chú anh chị ha. Cả nhà yêu thương em thì hãy đăng ký kênh nha cả nhà, like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ em ha. Dạo gần đây thì ở mộ cậu Năm có rất là nhiều chuyện xảy ra, thì em muốn ở đây để cập nhật chia sẻ thông tin nhanh nhất, đúng nhất và chính xác nhất cho cô chú anh chị xem mình ha. Và bây giờ em vô bên trong nè. Thì khi tiến vào bên trong thì cả nhà cũng thấy ha, mộ cậu Năm Vũ Linh đây. Dạ cậu ơi, con mới vừa đến. Con chào cậu nha. Không biết là tối hôm qua cậu có buồn không? Mà sáng hôm nay thì em thấy rất là vui cả nhà. Những cây đang cày đây, hai bên đây thì sáng đều ha. Không có bị tắt cây nào cả nè. 2 4 6 7 cây đang cày và một cây đang dầu ở phía kia. Ở bên đây nữa. Wow, bên đây cũng vậy luôn. 2 4 6 7 2, 4, 6 cây đàn cày. Bên đây thì 6 cây đàn cày và một cây đàn dầu. Và thật sự rất là may mắn luôn ha, rất là vui là không có cây nào tắt hết để cho sưởi ấm cho cậu ha. Rồi bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong để kiếm. Hello, cái gì nào. Hello. Vậy chắc là mình phải lau sơ cái không, bây giờ mình ông để vô đi, từ từ hả lau. Để sáng sáng mình hả lau. Bây giờ mình cúng cho cậu trước đi. Giờ còn tối chưa thấy đường đâu mà lau. Để sát sát vậy. Bữa nào cũng cho cậu ăn chuối chứ nha. Tại vì nguyên ngày có ai cúng chuối đâu. Cái trái đu đủ này hôm qua cũng cúng cho cậu nè, phải không? Ai. Mà chưa ai hẳn tôi cũng cúng không đó. Dạ. Hôm qua là sáng cúng chuối ha. Thế sáng ngày chặn đi vô chợ tìm cấp chợ được con trái chuối, trái trái đu đủ. Rồi, và bên trong em kiếm khăn ướt coi nha. Kiếm khăn ướt để lau mấy cái chung. Mấy cái chung trà. Thường nè, cái bịch khăn ướt ở đây nè. Mấy cái bịch khăn ướt của khán giả cho để lau được tới đây nè. Mình được kiếm cái dĩa nè cô chú anh chị, quên lấy cái dĩa nè. Đây là cái ngôi nhà của cậu Năm nè. Chén dĩa thì có ha. Ai tới mà muốn cần chén dĩa thì vô trong hậu trường, vô trong phía trong cánh gà
sẽ kịp tìm được chén với dìa. Rồi, em đi kiếm cái gì đó, em để một góc nữa đó nha. Không có đâu, không có đâu. Chuyện đó chuyện hôm qua rồi. Chuyện đó là chuyện hôm qua rồi Trinh. Cái này là từ đứa nào đứa đó lấy ha. Qua mình kiếm mà tại có phát hiện gì chưa ha? Thằng cóc. Cóc mà chim bưởi mẹ mổ đồng. Chưa có hết rạp mà. Cái máy này sử dụng năng lượng mặt trời ha.
Rồi ông mở giùm tôi cái nắp này coi, để chứ. Tôi để cái máy này đây. Cái đó dính bằng quyền đó. Được sát vô. Mở mở cái luôn, tôi chăm chàm mà. Mở giùm tôi. Rồi. Bản quyền cái gì? Bản quyền thì mình tách bản quyền. Chăm chà cho con năm cái. Cái một cái lo rất là đẹp ha. Cái lo phát nhạc bằng năng lượng mặt trời thành cái hình hoa sen. Đây là cái tòa sen. Rồi. Rồi, dặn cái nắp lại phải không? Đúng rồi. Coi coi chừng ngã cái. Không, cái đó có ngã lắm. Cái nhang 24 giờ. Đầu tư cho tại cái bình là xịn gạo quá vậy ta. 500-600 ngàn đó. Thì tôi để cái vì cậu vì thương cậu Năm nên tất cả vì hướng về cậu Năm. Ai để cái này lên ta? Thì hôm qua mọi người để cắm ở dưới đây nó bị lung lay. Lung lay đúng không? Rồi, sao dạ. Mấy hôm trước cắm được mà hôm nay. Cậu Năm ơi, con mời cậu Năm uống nước trà với lại ăn bánh bông lan buổi sáng nha. Tôi phải cắm lại. Ủa, cái nắp đâu ta? Không, để đó đi, để bên đó đi, nó ngã ngã. Đừng cắm vô bác Hương, bác Hương nó ngã. Nó ngã nó mới cắm vào đó đó. Để tôi thử cắm vào giấy. Mọi người có tham gia tụng kinh không? Ai không biết tụng kinh thì cứ niệm hay gì cả. Rồi chưa mình làm ấy. Cho mình một cái không gian đẹp đẹp chứ. Ai tham gia thì quỳ xuống niệm Phật mọi người hồi hướng nha. Em buổi sáng nào thì em cũng nguyện chú Đại Bi cho cậu Năm để được vãng sanh đọc ba biến thôi cả nhà. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nay chúng con nguyện cho Hương Linh Võ Văn Ngoan pháp danh Tam Giác sinh năm 1958 mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch được an táng tại nghĩa trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023 dương lịch sớm được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đắc Đa Đá Ra Dạ Gia. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đới Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Tắc Đỏ Bà Gia Ma Ha Tắc Đỏ Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia Án Tắc Bà Ra Phật Duệ Xô Đắc Na Đắc Tỏa. Nam mô Tất Kiến Lạc Đỏ Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiết Đới Thất Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cảnh Trì Hơi Rị Ma Ha Bằng Đa Sa Mễ Tắc Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thề Dựng Tắc Bà Tắc Đa Nam Ma Bà Già Ma Phật Đặt Đầu Đắc Điện Tha Án A Bà Lô Hơi Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hơi Rị Ma Ha Bồ Đề Tắc Đọa Tắc Bà Tắc Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng Cô Lô Yết Mông Độ Lô Phật Xà Gia Đế Ma Ha Phật Xà Gia Đế Đại Ra Địa Rị Ni Tắc Phật Ra Gia Giá Ra Giá Ra Mà Mà Phật Ma Ra Một Đế Lệ Y Hê Thắc Na A Ra Xâm Phật Ra Xá Lợi Phật Sa Phật Xâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Ma Ha Hô Lô Hê Rị Ta Ra Tắc Rị Tô Rô
bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đấy đi dạ na ra cảnh trì đề đi sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất đà vô ngày tất bằng ra dạ ta bà ha na ra cảnh trì ta bà ha na ma ta ra na ra na ra ta bà ha a tất ra tăng a một khi gia ta bà ha tất đà dạ ta bà ha bà đà ma ít tất đà dạ ta bà ha na ra cảnh trì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà lại ít tất ra gia ta bà ha nam mô hắc ra tất ra đá ra dạ gia nam mô a rị gia bà lô kiết đế thức bát ra gia ta bà ha an tắc điện đô mặt ra ra bạc đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra ra bạc đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt ra ra bạc đà dạ ta bà ha nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc ra đá ra dạ gia nam mô a rị gia bà lô kiết đế thức bát ra gia bồ đề thật đỏ bà gia ma ha ca lô nắc ma ha ca lô ni ca gia án tắc bà ra phật duệ xô đắc na đắc tọa nam mô tất kiến lật đổi mong ma rị gia bà lô kiết đế thất phật ra đăng đà bà nam mô na ra cảnh trì hai rị ma ha bằng đa sa mê tắc bà a tha đậu vô bằng a thề dựng tắc bà tắc ra nam ma bà già ma phật đặt đầu đặt điện tha án a bà lô hai lô ca để ca ra để di hai rị ma ha bồ đề tắc đỏ tắc bà ma ra ma hai rị đại dựng cô lô ít mong độ lô phật xà gia để ma ha phật xà gia để đã ra địa rị nơi thất phật ra gia giá ra giá ra mà phật ma ra một để lại y hai thất na a ra sam phật ra sa lợi phật sa phật ra sa gia hô lô ma ra hô lô hai rị ta ra tất rị tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đế dị dạ na ra canh trì địa rị sắc ni na ba dạ ma ha ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất ra tăng a một khi gia ta bà ha ma ra na canh trì ta bà ha na ra ta bà ha tất ra tăng a một khi gia ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ba đà ít tất đà dạ ta bà ha na ra cảnh trì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi ít tất đà dạ ta bà ha nam mô hắc ra đắc đa đá ra dạ gia nam mô a rị gia bà lốt cực đế thức bát ra gia ta bà ha an tắc điện đô mặt đá ra bạc đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt đá ra bạc đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt đá ra bạc đà dạ ta bà ha nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô hắc ra đắc ra đá ra dạ gia nam mô a rị gia bà lô kiết đế thức bát ra gia bồ đề tật đỏ bà gia ma ha tật đỏ bà gia ma ha ca lô ni ca gia an tật bà ra phật duệ số đắc na đắc tọa nam mô tất kiến lạc đỏ y mong a rị gia bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cảnh trì hay rị ma ha bằng đa sa mê tật bà a tha đậu vô bằng a thề dựng tật bà tật ra nam a bà già ma phật đặt đầu đặt điện tha an a bà lô hai lô ca để ca ra để di hay rị ma ha bồ đề tật đỏ tất bà ma ha rị đại dựng cô lô ít mong độ lô phật xà giá để ma ha phật xà giá để đại ra địa ni tất phật cho ra giá ra giá ra mà phật ma ra một để lệ y hay thất na xâm phật ra xá lợi phật xâm phật ra xá gia hô lô ma ra hô lô hơi rị ta ra tất rị tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đề dạ di đế rị dạ na ra canh trì địa rị sắc ni na ba dạ ma na ta bà ha tất đà dạ ta bà ha ma ha tất đà dạ ta bà ha tất đà vô ngài thất bàn ra dạ ta bà ha na ra cảnh trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tắc ra tăng a một khi gia ta bà ha tắc đà dạ ta bà ha bằng đà gia ít tắc đà dạ ta bà ha na ra cảnh trì bằng đà ra dạ ta bà ha ma bà lợi ít ra gia ta bà ha nam mô hắc ra đắc đa đá ra dạ gia nam mô a rị gia bà lô kiết đế thức bằng ra dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt đá ra bạc đà dạ an tắc điện đô mặt đá ra bạc đà dạ ta bà ha an tắc điện đô mặt đá ra bạc đà dạ ta bà ha nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật nam mô quan thế âm bồ tát nam mô đại thế chí bồ tát nam mô địa tạng phương bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nay chúng con nguyện cho hương linh võ văn ngoan pháp danh tâm giác sinh năm 1958 mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 được an táng tại nghĩa trang hoa viên tỉnh bình dương ngày 9 tháng 3 năm 2023 sớm được vãng sanh về với đức phật a di đà nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô địa tạng vương bồ tát 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 nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô a di đà phật Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại ha. Thì nãy giờ em cũng có thắp hương cũng như là hồi hướng cho cậu Năm Vũ Linh ba biến chủ đời bi. Thì bên cạnh đó thì có một vị khán giả mà
chắc có lẽ là em không có quay nên cả nhà cũng không biết đâu. Vị khán giả này cũng rất là thương mến cậu Năm nên đến rất là sớm. Hôm nay thì em đồng hành với chị để mà hồi hướng Chúa Đại Bi cho cậu Năm. Phải nói là cậu Năm thật sự nói rất là hạnh phúc luôn cô chú anh chị. Thì nguyện sáng nào cũng vậy, em cũng nguyện cho cậu Năm được vãng sanh, được siêu thoát. Bên cạnh đó thì mong rằng cô chú anh chị nếu có thời gian, bỏ một chút thời gian, dính một chút thời gian rảnh của mình đến đây để thắp một nén hương, hồi hướng và nguyện cầu cho cậu Năm được vãng sanh, được siêu thoát, hóa giải được mọi kiếp nạn. Thì có cô chú bảo rằng là em nên đọc chú vãng sanh hoặc là một cái bài chú, gì mà gọi là để hóa giải bùa chú là cái nào đó. Thì em thì không có duyên những cái bài chú đó nên đọc tụng kinh thì cũng hơi khó, đọc thì cũng hơi khó. Em chỉ thuộc chú Đại Bi thôi. Là mong rằng cô chú anh chị yêu thương em thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ nha. Tại vì chú Đại Bi thì em nghe nói đâu thì nó cũng có một cái nhiệm màu, một cái sự linh ứng rất là hay. Mọi chuyện đều thoát qua khỏi nếu mình hãy tin tưởng vào chú Đại Bi của thằng, gọi là thằng chú Đại Bi đó cô chú anh chị. Để em đi một vòng em chia sẻ cho cả nhà nha, coi có cái gì nó gọi là rơi rớt đổ vỡ gì không cô chú anh chị. Thì cũng rất là may mắn, mấy dạo gần đây á, thì trời nó không có mưa nhiều, không có lớn, mưa không có lớn ha. Trời này cũng bắt đầu sáng lên rồi cô chú anh chị. Đây là những cái lãng hoa, những cái bông hoa đèn thì được thắp sáng luôn. Những cái đèn cày ở đây này, được thắp sáng ở chỗ này đó. Rất là đẹp luôn, lung linh sắc màu luôn đúng không cô chú anh chị. Bên kia cũng vậy, ở mộ cổ Năm á, thì có người bảo thì sao không có khắc gọi là cái pháp danh cho cổ Năm. Thì cái đó thì em không biết nữa, do người nhà thôi. Hôm qua thì có cô chú anh chị nói là lấy cái hình để lên trên cái bia cho cậu Năm để cho nó đẹp. Nó thì em xin phép kiếm một cái hình nào đẹp đẹp á, em để vào. Chắc có lẽ mượn cái hình của em Thảo, đi để lên, để cho trước khi khắc cái hình đó. Không biết có ảnh hưởng gì không cô chú anh chị, không biết có ảnh hưởng gì không trước khi mà mình làm cái trước khi làm cái di ảnh và khắc chữ đó, thì mình để cái hình lên không biết có sao không nha. Thì em nghĩ là để lên cho nó đẹp thôi, giống như để trên đây để dựa vô đây. Ừ, vậy cả nhà thấy có hợp lý không? Rồi, em đi ra ngoài em quay cho cả nhà xem thử coi. Để trên đó giống như là chờ đợi cái lúc mà gọi là có ảnh đó, thì mình để tấm ảnh gì lên không biết có hợp lý không ha. Đó, cả nhà thấy không? Tại vì điện thoại em ban đêm nó không được sáng cô chú anh chị. Đó, nhìn xa xa gì không biết có hợp lý không. Nếu mà không hợp lý thì có ý kiến thì em xin phép lấy ra ha. Còn cứ để gì coi mọi người có đồng ý không. Đồng ý thì được thì để ha, còn không đồng ý thì thôi lấy ra cũng được, không sao hết cô chú anh chị. Tại vì hôm qua có một khán giả, hai ba khán giả gì đó cũng có bình luận trên kênh của em bảo là cứ để tấm hình lên cái phần đó để cho nó được đẹp lịch sự, và trong thời gian mà chưa có khắc chữ cũng như là để cái hình cậu lên đó đó thì mình lấy cái tấm hình mình để lên đó thấy cũng đẹp. Thì tấm hình này là của em Thảo trong cái vai Tằng Chiêu Đế của cậu á, nên em để lên thử, em thấy nó cũng được đó cả nhà. Để lên tạm thời như vậy ha, hy vọng là hôm nay hoặc là ngày mai thì sẽ khắc cái chữ lên cho cậu, và khắc cái gọi là cái chữ và cái hình lên cho cậu ha. Thì em cũng chia sẻ sơ sơ một chút xíu là đây là nhắc lại của chú anh chị, đây là của một anh tên là Tuấn ở Hà Nội đã có gửi một cái hai chậu hoa. Hoa này là hoa màu gà, và anh gửi về mộ của cô Năm cũng nhờ em đi mua giùm. Đây là hai cái chậu mà em cũng đi mua giùm. Đáng lẽ ra là hai cái chậu nó màu đỏ nên nó xấu lắm, nên anh ấy đã nhìn thấy được, và anh sau khi mua cái hoa này về thì anh ấy thấy được, thì anh ấy là anh đi mua cái chậu để thay vào cho nó đẹp.
thì em cũng chạy ra ngoài, em bắt đầu em mua cái chậu, lựa hai cái chậu màu trắng nhìn thấy cũng đẹp đẹp nên đã thay vào và thêm đất vào cho cái hoa này. Hy vọng là cái hai cái chậu này được chăm bón, được tưới nước cẩn thận, rồi sau đó những cái hoa này nó nở bung ra to. Tại vì em mua cái cây này nó cũng còn tương đối là nhỏ và bông thì nhiều, nó có loại bông bự mà bông ít, còn đây là bông nhỏ mà bông nhiều, nó đều, nó đẹp nên em đã chọn cây này. Còn thà rằng mình chọn nhỏ mà nhiều để sau này mình nuôi dưỡng chăm sóc nó, chứ mà chọn cái loại bự không mà nó có một hai bông thì nó cũng không đẹp đâu cô chú anh chị. Đó, rất là đều luôn, bông rất là đều và nở rất là nhiều nhiều nhánh ha. Bên đây cũng vậy nè, bên đây thì cũng có một chậu thì nó bông nó cũng giống vậy luôn. Ngày ngày em sẽ tưới nước cho nó và chăm bón phân cho nó. Cái này không biết là có lẽ là để mua phân thêm quá, nó mua phân thêm để cho nó vào cái gốc cho nó nhiều nhiều. Đó. Ở đây anh em cùng nhau chăm bón, cùng nhau chăm sóc nó để cho nó lớn. Thì sáng nay cũng như mọi khi em đến đây thì buổi sáng thì có nước trà nóng cho cậu Năm Vũ Linh cả nhà. Đó, nước trà thì tự pha ở nhà. Bên cạnh đó thì bánh bông lan này nó nằm ở trong cái bánh kích tát gì đó cả nhà, nó nằm ở trong cái bịch, nhưng mà em tháo ra hết luôn để cho cậu Năm được thưởng thức trọn vẹn, chứ em không có để trong cái bịch nha, em tháo ra hết luôn. Bên cạnh đây là nải chuối của 15 ếch Bình Dương nè, thắp hương hồi hướng cho cậu rồi cả nhà. Rồi bây giờ có lẽ là em chia sẻ sơ sơ 15 ếch rồi là đây, nói nghe nè. Hôm qua có vài khán giả chia sẻ tôi á là hãy để tấm hình lên trên cho cậu khi cậu chưa có hình. Nó đây nè. Tôi thấy gì để không, thấy có hợp lý không? Có hợp lý không? Tôi cũng không biết được. Không biết được hả? Thì hôm qua cũng có một khán giả nói với tôi nè. Là chị lo á. Khoan hãy để hình lên trên. Tại vì mấy hôm nay tự xảy ra những cái nhiều chuyện rất là nó kỳ lạ, hiểu không? Tức là bây giờ Phan hãy dán cái hình là kia bên hoa viên, Phan dán hình lên. Bây giờ kêu là chị Loan hãy đến chùa Huê Nghiêm ở quận 2 á. Và xin gặp trực tiếp là thầy Thích Trí Quảng. Mà thầy Thích Trí Quảng là một trong những người đạo hạnh cao, đạo hạnh cao, làm chức vụ rất cũng cao trong Phật giáo á. Thì thầy sẽ biết được tất cả những cái sự việc như thế này sẽ đúng hay là sai, cũng như là có thể là giúp cho chị Loan là làm những cái đúng nhất, có thể là giải trừ những cái xấu đi, nói chung là đó. Tìm ánh sáng đó phải không? Đúng rồi, tìm cái ánh sáng. Thì tôi cũng có là giúp cho là khán giả đó để liên hệ trực tiếp với chị Loan, để cũng như là có thể là liên hệ với chị Loan ha, với thầy Thích Trí Quảng được hay không. Thì cái chuyện này thì nói chung mình cũng không biết được, chỉ giúp được phần nào giúp thôi. Thì tại vì tôi thấy màu bia mà chưa có hình, với lại cô chú anh chị bình luận thì cũng hay hay, để lên cho mọi người tới cũng gọi là cái có hay, nhưng mà không biết đúng hay sai thôi. Thì nếu mà các cô chú có thể chia sẻ ha, chia sẻ góp ý ha, nếu mà đúng thì thấy quá tuyệt vời, còn nếu mà sai thì mình lấy xuống thôi cô chú anh chị, chứ không có vấn đề gì cả ha. Tại vì em thấy để tấm hình lên đó để cho bà con nhìn ngắm mộ cậu Năm được nó đẹp đẹp hơn xíu, thì em cũng không biết lựa tấm hình nào. Thì hôm qua thì em cũng có nghe được khán giả nói là cũng hay nằm mơ thấy cậu, và cậu với một cái trang phục là hồ quảng. Thì ở đây thì cái trang phục này là hồ quảng với vai Tần Chiêu Đế. Thì cái vai này thì mọi người cũng rất là hay xem và cũng rất là nổi tiếng, nên em đã chọn một tấm hình của em Thảo này nè để lên đây cho mọi người tới, mọi người có thể nhìn ngắm và xem mộ cậu ha, trước khi mà được khắc cái hình lên trên mộ bia. Thì em xin phép để tấm hình này lên thử coi mọi người có không biết có ý kiến trái chiều gì không nữa, khổ cho em, chỉ là em phụ giống như là giúp cho mọi người là để lên thôi, chứ không biết có ảnh hưởng gì không cả nha. Thì hình thì hai bên thì cũng rất là nhiều, nhưng mà để lên mộ gì thì không biết có ảnh hưởng gì không. Thì nhiều khi sau tối giờ em cũng rất là phân vân, không biết là có nên để lên hay không, nếu mà để lên thì có ảnh hưởng gì không. Thì hy vọng là nếu mà không nên thì mình lấy xuống ha, còn nên thì cứ để cho nó đẹp, ok ha. Ô chứ anh chị, hy vọng là đừng có buồn em, tại vì em thấy cũng hay hay
nên muốn giúp cho cô chú anh chị đó để tấm hình lên. Rồi, có lẽ là video em cũng khá là dài rồi. Em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái video đầu ngày của em. Yêu thương em hãy đăng kênh, nhấn đăng ký ha, like và chia sẻ video ủng hộ em nha cả nhà. Và bây giờ em xin phép chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều bình an và may mắn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với cả nhà.